Và Hồng Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Trong chương trình hôm nay, với những chủ đề nhà cửa đời sống, Mua Gì Ở Đâu sẽ gửi đến quý khán giả thông tin của rất nhiều sản phẩm cũng như dịch vụ hữu ích. Bên cạnh đó là những mách nhỏ rất hấp dẫn. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, chương trình Mua Gì Ở Đâu hôm nay sẽ được bắt đầu với những thông tin ưu đãi đang được áp dụng tại hệ thống siêu thị Co-op. Từ ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2019, siêu thị ảo đầu tiên trên cả nước sẽ chính thức mở cửa đón khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, mô phỏng các ứng dụng công nghệ siêu hiện đại với cách mua sắm độc đáo, tiện lợi và nhanh chóng. Đây là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Sài Gòn Co-op do đơn vị này phối hợp cùng 30 nhãn hàng nổi tiếng tổ chức nhằm tri ân đến người tiêu dùng. Tại đây, ngoài trải nghiệm mua sắm công nghệ 4.0, quý khán giả cũng có thể tham quan các gian hàng triển lãm, chụp ảnh check-in không gian của thành phố vào những năm 90 của thế kỷ trước, hay tham gia các hoạt động vui chơi và nhận quà tặng hấp dẫn. Đặc biệt, ba đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng sẽ mở cửa đón khách miễn phí. Ngoài ra, quý khán giả trên cả nước còn có thể đồng hành cùng Sài Gòn Co-op trong chương trình thiện nguyện khi tham gia đấu giá 7 kỷ vật qua ứng dụng Sài Gòn Co-op Events. Thông tin chi tiết sẽ được Mua Gì Ở Đâu cập nhật trong những chương trình tiếp theo. Tiếp theo chương trình là thông tin và hình ảnh mà Mua Gì Ở Đâu vừa cập nhật được về chiếc điện thoại mới nhất đến từ Samsung, một trong những sản phẩm đang được mong chờ nhất hiện nay tại Việt Nam, Samsung Galaxy A80. Điểm nhấn đầu tiên của Galaxy A80 chính là hệ thống camera trượt xoay 180 độ, mang đến trải nghiệm chụp ảnh, quay video mới lạ với chất lượng đồng đều cả trước và sau. Đặc biệt, cụm 3 camera thông minh có khả năng đo độ sâu 3D như máy ảnh chuyên nghiệp và hỗ trợ chức năng xóa phông chủ động không chỉ cho hình ảnh mà còn cả video. Bên cạnh đó, màn hình vô cực thế hệ mới New Infinity Full HD 6.7 inch với công nghệ Super AMOLED cũng sẽ mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm sinh động và chân thật. Galaxy A80 còn được trang bị vi xử lý mới nhất của Qualcomm Snapdragon 730G cùng với bộ nhớ RAM 8GB và ROM 128GB. Ngoài ra, dung lượng pin 3700 mAh của Galaxy A80 và tính năng sạc nhanh siêu tốc cũng sẽ giúp sạc đầy 55% pin chỉ trong 30 phút. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại các cửa hàng bán lẻ di động trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8 với giá khoảng 14 triệu 990 ngàn đồng với hai màu sắc để quý khán giả có thể lựa chọn là vàng hồng và đen. Từ nay cho đến cuối tháng 7 năm 2019, nếu đặt mua trước Galaxy A80, đặc biệt là tại Samsung Showcase, quý khán giả sẽ nhận được những ưu đãi độc quyền đầy hấp dẫn. Nếu quý khán giả nào yêu thích chất giọng cũng như lối dẫn chuyện đầy truyền cảm của người dẫn chương trình Lê Đỗ Quỳnh Hương thì chắc chắn không thể bỏ qua cuốn sách mới vừa được ra mắt với tựa đề Thay Lời Muốn Nói Thanh Xuân Tôi. Sau 19 năm đồng hành cùng chương trình Thay Lời Muốn Nói, vừa qua MC Quỳnh Hương đã nói lời chia tay chương trình trên sóng truyền hình. Một hành trình khép lại nhưng tất cả ký ức và tình yêu ấy đã được lưu trữ trọn vẹn trong cuốn sách mới được ra mắt lần này. Tùy bút Thay Lời Muốn Nói Thanh Xuân Tôi gồm 3 phần bao gồm hồi ức, muôn mặt tình và muôn mặt đời. Đây là những câu chuyện được ghi chép của một thời thanh xuân của Thay Lời Muốn Nói với nhiều cung bậc cảm xúc, được truyền tải qua ngôn ngữ mang đậm chất riêng của nữ MC, tác giả Quỳnh Hương. Có thể những khán giả yêu thích Thay Lời Muốn Nói qua nhiều năm tháng, họ cũng sẽ tìm được một chút gì đó gọi là kỷ niệm, những chuyện hậu trường, những điều mà có thể là trên sóng họ sẽ không biết. Và đó là lý do vì sao mà Thay Lời Muốn Nói Thanh Xuân Tôi ra đời. Mình đọc mình cảm giác được là cô Quỳnh Hương đã gửi gắm rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm của mình và nhiều bài học rất là bổ ích cho bản thân mình nữa. Hiện quý khán giả có thể tìm đọc tùy bút Thay Lời Muốn Nói Thanh Xuân Tôi tại các nhà sách trên cả nước hoặc đặt mua trên trang thương mại điện tử với giá 110.000 đồng trên một quyển. Đặc biệt, toàn bộ tiền nhuận bút thu được của quyển sách này cũng sẽ được phục vụ cho các hoạt động dự án hướng về cộng đồng. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhiều nhóm bạn trẻ tại nước ta đã có những phương pháp rất đặc biệt để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Và dự án mang tên loạt plastic mà Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu ngay sau đây cũng là một trong số đó. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án độc đáo này nhé.
Loài plastic chính là tên gọi dành chung cho các rác thải nhựa. Dự án đã đưa ra định nghĩa cũng như đặc tính sinh trưởng, sinh sản của loài plastic. Theo đó, loài plastic được định nghĩa là những quần thể nhựa chỉ có thể sinh ra, gần như không thể chết đi. Chúng có nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc, chức năng khác nhau, thích sống cộng sinh và được phân bố phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như điều kiện khí hậu của từng vùng miền. Các loài plastic ngày nay cũng đang là mối đe dọa đối với môi trường. Hiện tại, nhóm bạn trẻ đã tìm được 20 loài plastic khác nhau được sinh động hóa bằng những hình ảnh chụp thật hoặc dùng hình ảnh 3D kết hợp với họa sĩ minh họa. Qua đó, tạo được sự gần gũi nhưng cũng không kém phần bắt mắt để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Mình muốn nâng cao nhận thức về nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần và cách mình sử dụng nó, cách mình tái chế nó để hạn chế cái ảnh hưởng lên môi trường nhiều nhất có thể. Mình còn kết hợp với rất nhiều những cái local store để mà có thể người xem họ tới và họ có thể làm trắc nghiệm. Và khi mà họ làm trắc nghiệm và họ có điểm cao thì họ có thể được quà. Quý khán giả mua gì ở đâu có thể truy cập website loài plastic.vn để tìm hiểu và theo dõi bộ sưu tập loài plastic đã được tìm thấy. Đồng thời, quý vị cũng có thể đề xuất những loài mới nếu mình phát hiện được đến với dự án loài plastic. Thưa quý vị, khi nhắc đến bệnh Alzheimer hay còn gọi là bệnh sa sút trí tuệ, nhiều người thường cho rằng bệnh chỉ gặp phải ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy căn bệnh về thần kinh này lại đang có xu hướng trẻ hóa khi người trẻ vẫn có thể mắc bệnh. Sau đây là ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu về vấn đề này. Alzheimer là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Các bác sĩ cho biết Alzheimer xếp thứ 6 trong những nguyên nhân hàng đầu gây chết người. Nếu như trước đây bệnh chỉ xảy ra ở những người cao tuổi thì hiện nay Alzheimer đã tấn công cả những người trẻ. Các chuyên gia y tế cũng cho biết giảm trí nhớ lành tính sẽ được điều trị theo bệnh lý gốc của nó. Đó có thể xuất phát từ rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm dẫn đến suy giảm trí nhớ. Thứ nhất là bệnh nhân do cái cuộc sống của bệnh nhân quá nhiều áp lực. Cái thứ hai nó là cái đột quỵ bây giờ xảy ra ở người trẻ rất là nhiều. Tiếp nữa đó là những cái sử dụng những cái chất kích thích tiếp theo nó là những cái bệnh lý nó xảy ra giống như là béo phì, bệnh lý nội tiết. Đối mặt với căn bệnh này, bác sĩ khuyến cáo khi thấy bản thân có những bất thường, quý khán giả Mua Gì Ở Đâu cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, nhận được sự tư vấn của các chuyên gia, phát hiện sớm bệnh và có định hướng điều trị kịp thời. Thưa quý vị, từ lâu dầu ô liu được biết đến là mang nhiều lợi ích cho sức khỏe và các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng loại thực phẩm này còn có thể giúp ngăn ngừa một số tác động của bệnh Alzheimer. Vì vậy mà ngay sau đây mời quý vị khán giả sẽ cùng vào bếp để học cách chế biến một món ăn rất hấp dẫn với nguyên liệu này nhé. Tiếp theo là một món ăn kết hợp với ô liu thơm ngon hấp dẫn vô cùng. Đầu tiên cắt khúc sả và bao mỏng mận. Kế đến ướp cá ba sa phi lê với ít gia vị, tiêu. Và đặc biệt là dầu ô liu. Thêm ít lá chanh sợi cho thơm, rồi trộn nhẹ cho cá thấm vị. Còn bây giờ hãy cùng đầu bếp xếp cá và ô liu sao cho đẹp mắt ngon lành nào. Bạn nhớ rưới dầu ô liu lên mỗi lớp cá để giữ độ ẩm của cá khi hấp nhé. Ôi chao, chưa gì mà đã thấy hấp dẫn quá rồi, màng cá thì hấp thôi. Tiếp theo trộn mận bào, cà pháo, ô liu ngâm với nước tương, bột chanh, chút dầu ô liu để làm món ăn kèm nhé. Xào thơm sả với dầu ô liu, cho nước hấp cá vào. Thêm sữa đặc, ít mù tạt xanh, bột chanh, muối cho sôi, rồi lược bỏ sả là có ngay một loại sốt thật đặc biệt. Rưới nước sốt lên phần cá hấp ô liu, rồi thưởng thức với xà lách mận và cà pháo. Thêm cái dẻo dẻo của sồi nếp cẩm ăn kèm, chắc chắn bạn sẽ bị món cá ba sa hấp ô liu chinh phục ngay lần thử đầu tiên cho xem. Quý vị thân mến, Mách Nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhà hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm Mua Gì Ở Đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.